phượng đỏ đường đi, hồ xanh sen nở bước đi thay mùa. Chao chao lá rụng sân chùa, đầu non mây trắng đang lùa gió bay. Mây đầu hạ thấp thoáng lưng trời, gợi nắng gợi mưa sang mùa Phật đản, mùa vui mừng của nhân loại. Chúng sinh mong đợi ánh từ bi hùng lực của Đức Từ Phụ Thích Ca ra đời, chuyển hóa nhân sinh. Lễ tắm Phật là một nghi thức quan trọng được cử hành trong ngày đản sinh. Theo nghi lễ nhà Phật, nước thơm được tưới lên tượng Phật mang nghĩa tẩy trừ phiền não, mang lại sự trong sạch và thanh tịnh cho con người. Trong lúc tắm Phật, mỗi người cần lắng lòng thanh tịnh. Những tâm niệm tham lam, sân hận và si mê của bản thân sẽ được tẩy sạch, thân tâm trở nên thanh tịnh, mát mẻ và nhẹ nhàng. Đó cũng chính là ý nghĩa bao trùm của đạo Phật, khiến tôn giáo này trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Mong ngày mai được sáng vinh quang người trời thành.
Những vần thơ.
quý vị nghệ sĩ Phật tử đã đem lời ca tiếng hát đến để phục vụ cúng dường buổi đại lễ Phật đản Phật tịch 2554. Xin chúc sức khỏe các vị nghệ sĩ và cầu chúc lời ca tiếng hát sẽ được nhân lên nhiều hơn nữa, phục vụ rộng rãi cho tất cả các mọi người được. Và con xin cung kính thượng tọa trưởng ban trị sự đại diện cho ban tổ chức lên để có bó hoa để tặng cho các vị nghệ sĩ Phật tử đã đem lời ca tiếng hát cúng dường của đại lễ Phật đản hôm nay. Cung kính thượng tọa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các quý vị nghệ sĩ Phật tử. Kính bạch cái công đức ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, ban đại diện Phật giáo các huyện và thành phố Nam Định. Kính bạch cái công đức hòa thượng thượng tọa tại đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý đại diện cho đảng chính quyền mặt trận tổ quốc, các cơ quan ban ngành của tỉnh, thành phố Nam Định và phường Lộc Vượng. Kính thưa các quý vị, quý khách thập phương, các chức sắc tôn giáo bạn, quý vị đạo hữu Phật tử và nhân dân. Vang dội hư không tiếng nhạc trời, hào quang tỏa sáng khắp muôn nơi, bao la vũ trụ đường rung động, báo hiệu thế nhân xuống cứu đời. Thật vậy, cách đây hơn 25 thế kỷ, dưới gốc cây vô ưu tại vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ, xứ Trung Ấn Độ, Bồ Tát Hồ Minh đã thị hiện giáng trần qua hiện thân là Thái tử Tất Đạt Ta, con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Ngài đã vì lòng từ bi, vì hạnh phúc, vì sự an lạc của chúng sinh mà xuất hiện ở cõi đời, với mục đích là chỉ dạy cho chúng sinh thể nhập chi kiến Phật, nói một cách khác là hiểu được Phật tính sẵn có của mỗi chúng sinh. Ngài đã mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đạo đức nhân bản tuyệt đối của đạo Phật với con người. Tư tưởng và giáo lý đạo đức nhân bản ấy đã đóng góp một phần lớn trong sự nghiệp xây dựng, cải tạo con người và xã hội để ngày được thăng hoa và tiến bộ cả những chân thiện lý trên thế gian này. Để tưởng niệm công đức cao dày của đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi đã xuất hiện trong thế giới xa bà này cách đây 2634 năm. Hôm nay, ngày rằm tháng 4 năm Canh Dần, nhằm ngày 28 tháng 5 năm 2010, chan hòa với niềm vui chung của Phật giáo đồ trên khắp năm châu bốn biển, hân hoan chào đón ngày đản sinh của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Đồng thời cũng hòa cùng với niềm vui của đất nước chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc: 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 35 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 65 năm tuyên ngôn độc lập Hồ Chủ tịch khai sinh đất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhất là chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 tới. Đặc biệt là đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, sự kiện lịch sử thủ đô yêu dấu để đến cuộc cách mạng Lý Thái Tổ rời đô để đến thời đại Hồ Chí Minh Thăng Long Việt Nam hiên ngang kiêu hãnh. Kính bạch cái tôn đức, kính thưa quý địa vị, trong tình hình đất nước và sự phát triển liên tục của xã hội đã đạt được những thành quả tốt đẹp theo hướng đi lên của thời đại. Với bối cảnh không gian, thời gian và ý nghĩa vô cùng trọng đại này, ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định long trọng tổ chức kỷ niệm đại lễ Phật đản Phật tịch 2554 dương lịch 2010. Giữa lòng quê hương Thành Nam, nơi pháp tích vương triều Trần, tại lễ đài Trúc Lâm Thiên Trường, trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định, theo chương trình như sau. Một, tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự. Hai, chào quốc kỳ và đạo kỳ. Ba, tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2554 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
4. Diễn văn tài lễ Phật đản Phật lịch 2554 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 5. Tập ý nghĩa Phật đản của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 6. Phát biểu của đại diện lãnh đạo tỉnh. 7. Cử hành nghi lễ cúng dường đại lễ Phật đản. 8. Cảm tạ của Ban tổ chức. Đến chứng minh và tham dự đại lễ Phật đản Phật lịch 2554 hôm nay, về phía giáo hội thay mặt Ban tổ chức, chúng con xin được đỉnh lễ và cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Minh Tâm, thành viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định. Thượng tọa Thích Hạnh Liêm, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định đã đứng chứng minh và Thượng tọa Thích Quang Hà, Ủy viên kiểm soát Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định. Thượng tọa Thích Tâm Vượng, Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định. Thượng tọa Thích Tâm Kiều, Ủy viên Ban hướng dẫn năm nữ Phật tử, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định. Ni trưởng Thích Đàm Nhường, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định. Về phía đại biểu quan khách, ban tổ chức chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp và xin cung kính giới thiệu ông Bùi Tấn Tiến, tỉnh ủy viên, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nam Định. Ông Nguyễn Văn Độ, phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, và đông đảo các vị đại diện cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nam Định đã về dự để nhìn vào cảnh chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía thành phố có các vị đại diện cho thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc đã về dự lễ. Về phía tôn giáo bạn, chúng tôi được vinh dự đón tiếp mục sư Vũ Quang Huyên, chủ tọa Hội Thánh Tin Lành tỉnh Nam Định đã về dự. Chúng tôi xin được giới thiệu ông Trần Thế Dũng, chủ tịch Mặt trận phường Lộc Vượng, đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Lộc Vượng địa phương đã về dự lễ. Chúng tôi trân trọng giới thiệu và thông cảm sư tôn Hòa thượng Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, ban đại diện Phật giáo chính quyền ở thành phố Nam Định, sư tôn Đức Tăng Ni nội ngoại thành phố Nam Định và quý vị đạo hữu Phật tử xa gần đã về dự lễ. Xin được cung kính giới thiệu. Cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu phóng viên báo đài phát thanh và truyền hình tỉnh Nam Định đã về dự lễ và đưa tin buổi lễ Phật đản hôm nay. Thay mặt ban tổ chức hân hoan chào đón chư tôn giáo phẩm, chư vị khách quý cùng toàn thể đạo tràng, kính chúc các quý vị một mùa Phật đản tràn đầy an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thêm một lần nữa, hoa sen nở rộ đón mừng ngày đấng giác ngộ ra đời, phá tan màn vô minh của chúng sinh và những gì bất công trong xã hội, đem lại sự an lạc cho nhân loại. Tiếp theo chương trình, cung thỉnh chư tôn thiền nữ Tăng Ni, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đạo tràng phải thân đứng dậy làm lễ chào cờ. Sai.
chúng ta tiến lên vì đạo kia. Ta cùng vui trong anh đạo vàng dàn lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. Nói tấm gương này vì ta dài mò chúng sinh, chúng ta dọc lòng người cùng ra lăn quanh mình. Và mỗi người này sẽ là hậu ta đau đớn, chắp tay ta cùng dưới đài sẽ thắng kề đoàn. Phật giáo Việt Nam thống nhất bằng nam chung, từ nay nào cùng nắm tay kết lên một đại xe, cùng làm sao cho đó sẽ người đời đời biết thương một phương thấm nhuần Phật giáo Việt Nam. Chương trình đoàn thể đạo tràng đồng an toàn. Thay mặt cho ban tổ chức, xin hân hạnh được cung đón về phía tôn giáo đoàn có cụ linh mục Nguyễn Đức Hiệp, chủ tịch ủy ban đoàn kết công giáo, và linh mục Lê Văn Luận, phó chủ tịch ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Nam Định đã về dự lễ. Xin cung kính giới thiệu đến toàn thể đạo tràng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể đạo tràng. Đất trời mở rộng tiếng hoa ca, bốn biển năm châu hội một nhà, 2000 năm lẻ mừng hải cảnh, muôn người cùng nghiệp Phật Thích Ca. Chân lý mà Đức Phật khám phá đã lắm hơn 2000 năm, nhưng mãi mãi vẫn còn nguyên giá trị cho bất cứ chế độ nào, thời gian và quốc gia nào, quốc công nhận và tổ chức thánh tặng trên toàn thế giới. Với đất nước Việt Nam, quãng thời kỳ đạo Phật trở thành quốc đạo, đặc biệt vào các quân triều Đinh, Lý, Trần, đều lấy giáo lý của đạo Phật làm nền tảng để trị quốc bình thiên hạ. Thầy Đinh có cung Việt Thái Sư được Đinh Tiên Hoàng Đế tôn làm quốc sư, phò vua giúp nước. Và hẳn là chúng ta không quên hai vị thiền sư nổi tiếng, đó là thiền sư Minh Không là một trong những thiền sư đầu tiên của nước ta, du ngoạn tới miền đất Pháp Tích đạo Phật để tu thiền đắc đạo, trở về phò vua giúp nước, thành vị vua anh minh làm địa vang đất đại cổ viện. Người đã làm bộ cách mạng thời đô lịch sử mà năm nay chúng ta long trọng kỷ niệm hướng về 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Và đến vương triều Trần, chính tại mảnh đất hành lang linh thiêng này đã xuất hiện vị vua anh minh Trần Nhân Tông với tài ba thao lược, đã cùng tướng sĩ quân dân cả nước làm nên hào khí Đông A, đánh tan giặc Nguyên Mông, chấm dứt cuộc chiến tranh tàn khốc nhất của bây giờ. Và đất nước Việt Nam hiện đại có Đảng Cộng sản và Bác Hồ vĩ đại lãnh đạo, tôn giáo tín ngưỡng đã được tự do hành đạo, cho nên vào năm 2008 Liên Hiệp Quốc đã lấy Việt Nam làm quốc gia để tổ chức đại lễ Phật đản. Và tới đây là Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, điều đó càng khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Là tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Hạnh Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định lên tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Phật đản 2554. Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Hội đồng Chứng minh Hà Nội ngày 15 tháng 4 năm 2000. Thông điệp của Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni cư sĩ Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2010 Phật lịch 2554. Kính gửi chư tôn đức giáo phẩm hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, đại lễ
Phật lịch 2554 đã đến cho bầu không khí thấm tình đạo vị, tứ chúng đồng tu những Phật sự thiết thực ít đạo đời đời đã và đang được triển khai sâu rộng trong toàn quốc để kính dâng lên đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Nhân này Đức Phật Đản Sinh thay mặt ban thường trực hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân dân cá nhân, tôi có lời tán thán công đức đến chư vị giáo phẩm đại đức tăng ni cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, đồng thời nhất tâm cầu nguyện để mọi Phật sự của các cấp giáo hội chúng ta được thành tựu viên mãn, góp phần thiết thực cùng với toàn dân trong việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển chung của đất nước. Năm 2010 là năm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng. Đối với giáo hội là năm thứ ba thực hiện nghị quyết chương trình hoạt động Phật sự 5 năm do Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 6 đề ra những kết quả thành tựu Phật sự đạt được trong thời gian qua là những tiền đề quan trọng để mỗi cấp giáo hội và tăng ni cư sĩ Phật tử cần tiếp tục nhân rộng trong đời sống xã hội. Thông qua đó, Phật pháp được triển dương, đạo pháp và dân tộc được tôn vinh. Đặc biệt các cấp giáo hội đã và đang tập trung triển khai nhiều chương trình hoạt động Phật sự thiết thực để chào mừng đại lễ Phật đản kỷ niệm chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội và tổ chức hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 6 với sự hội tụ hàng trăm đại biểu lãnh đạo Phật giáo của các nước châu lục trên thế giới. Đây là những Phật sự quan trọng và là cơ duyên lớn nhất để mỗi chúng ta mở rộng giao lưu hợp tác, chia sẻ truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Với tinh thần đó, tôi kêu gọi các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tôn giáo phẩm đại đức Ca Ni cư sĩ Phật tử tích cực chủ động triển khai các hoạt động Phật sự trên đường viên mãn. Đó là Phật sự thiết thực mà chúng ta cần quan tâm, lỗ lực thực hiện để góp phần công đức dâng lên cúng dường ngày Phật đản của Đức Giáo Chủ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời ban tổ chức, một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa đại diện cho hội đồng chứng minh tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni và Phật tử trong và ngoài nước. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, trong sau 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm tu khổ hạnh, 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề hành bậc chính giác và 49 năm thuyết giáo, Đức Phật đã để lại bóng hình trên mọi kiến thức dòng sông, dấu chân Ngài đã in trên vạn nẻo đường để hoằng dương chính pháp cứu độ chúng sinh. Thật là Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành Nam Châu. Trong là tuyên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2554 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính cung kính thượng tọa Thích Quảng Hà, Ủy viên kiểm soát Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định lên đọc diễn văn Phật đản, trân trọng kính thỉnh thượng tọa. Diễn văn Phật đản Phật lịch 2554 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính mạch chư tôn đức giáo phẩm, kính thưa chư hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni và quý Phật tử, kính thưa các vị đại biểu. Theo Phật lịch đang được công nhận cách đây 2634 năm vào ngày trăng tròn tháng 4 tại vườn Lâm Tỷ Ly, Kim Mã, sở hữu của hai dòng tộc Sakya và
Konya dưới chân vạn núi Hy Mã Lạp Sơn của Ấn Độ cổ. Một sự kiện hy hữu phi diệu đã xảy ra, kim quang sáng ngời, mặt đất rung động theo sáu cách, chúng sinh trong sáu đường hân hoan vì niềm cảm ứng thiêng liêng, hoa trời vươn vải, nhạc trời lừng vang. Trước sự ra đời của đấng tối thắng đại từ bi đại trí huệ là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sự kiện hy hữu phi diệu này được kinh tán thán như sau: sự xuất hiện của một người này các tỷ kiêu là sự xuất hiện của mắt lớn, là đại quang minh. Đại quang minh là sự xuất hiện của thủ thắng và sự chứng ngộ vô ngại giải, là sự chứng đạt và các giới. Các giới sai biệt là sự chứng ngộ minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả dự lưu nhất lai bất lai a la hán. Người ấy là ai? Chính là Như Lai bậc a la hán. Ngày nay tại vườn Đông Tỳ Ni thuộc đất nước Liên Bang trở thành một thánh tích của Phật giáo với diện tích 8 km vuông, bao gồm trụ đá của Phu Ma Dục ghi nơi Đức Phật đản sinh, đền thờ Hoàng hậu Ma Gia và rất nhiều tự viện Phật giáo của rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đối với người con Phật ở Việt Nam, Đông Tỳ Ni tuy xa xôi về mặt địa lý nhưng lại vô cùng gần gũi trong tâm linh. Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, chúng ta nắng tâm hướng về vườn Đông Tỳ Ni của chính Phật tâm vốn có của mỗi người chúng ta để tưởng niệm Đấng Thế Tôn, để hình dung sự xuất hiện của Ngài dưới cây Cô Yêu, kim thân tỏa sáng hào quang, lá sen thiêng đỡ chân Ngài, hai vị thiên đang dưới nước và rải hoa vào thân Ngài, ánh hào quang rực rỡ linh diệu vẫn tỏa sáng trong tâm tư của người Phật tử trên khắp thế giới, hòa nhập vào đất nước và con người Việt Nam đã hơn 20 thế kỷ qua đóng góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển mảnh đất thân yêu này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức Phật giáo kế thừa, tiếp nối mạng mạch Phật giáo của đất nước trong thời đại mới, ngót 30 năm thành lập và phát triển. Giáo hội đã đạt được những thành quả tốt đẹp song song với sự phát triển của đất nước. Chúng ta đã và đang làm thật sự lợi lạc ích đời, và do đó giáo hội được sự ủng hộ tham gia của chư tăng ni Phật tử cùng đồng tình giúp đỡ của nhà nước. Trong năm nay, tăng ni Phật tử chúng ta đã và sẽ tổ chức tham gia nhiều sự kiện quan trọng. Vừa qua, giáo hội đã tiến hành nhiều hoạt động có ý nghĩa về mặt nhân sinh như các cuộc viếng thăm ủy lạo đồng bào chiến sĩ vùng đảo Trường Sa, các cuộc lễ cầu an cầu siêu cho các chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ tại các địa phương trong cả nước, lễ đón nhận xá lợi Phật từ Ấn Độ đưa về tôn trí tại chùa Bái Đính, chuẩn bị chú đáo đại lễ Phật đản, chuẩn bị cho kỳ an cư kết hạ, đề cử nhiều phái đoàn tham gia vào hội nghị hội thảo viếng thăm nhiều tổ chức Phật giáo ở nhiều nước bạn Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia. Còn hai Phật sự quan trọng và tham gia tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và tổ chức hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 6 tại Hà Nội. Kể từ cuối năm vừa qua cho đến nay, giáo hội chúng ta xem ngày lễ nghìn năm có một của Thăng Long Hà Nội của toàn thể con dân nước Việt là một ngày trọng đại. Bởi thế, cùng với nhân dân các tổ chức ban ngành trong cả nước, tăng ni Phật tử đã lồng ghép các ý nghĩa trọng đại này bằng nhiều phương tiện truyền thông, hội nghị, hội thảo, lễ lạc. Từ khi vua Lý Thái Tổ rời đô triều đình từ Hoa Lư về thành Đại La, đặt tên là Thăng Long Hà Nội ngày nay và lấy làm tinh đô Phật giáo, vốn có mặt tại nước ta từ 1000 năm trước đã phát triển nhanh chóng rực rỡ, nhất là vào thời nhà Trần. Những trang sử Việt vẻ vang đời Lý Trần cũng là những trang sử vàng của Phật giáo Việt Nam. Và cuối tháng 11 chúng ta sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 6 mà giáo hội là thành viên sáng lập. Đây là dịp để chứng tỏ sự lớn mạnh của giáo hội Phật giáo Việt Nam trên đất nước và thế giới, là nhằm mục phục vụ đạo pháp, thực hiện thông điệp cứu độ của Đức Phật,
Đấy là ý nghĩa thiết thực của việc hoằng pháp Đức Phật dạy: lầy các tỷ kheo hãy du hành vì hạnh phúc của quần sinh, vì an lạc của quần sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Kinh còn dạy: pháp nhờ Phật mà được triển khai một cách khéo léo, pháp ấy là hiện thực, không bị hạn chế bởi thời gian, là pháp mà người nào thực hành thì sẽ có hiệu quả nhanh, là pháp có thể dẫn đường. Muốn bằng pháp, muốn mang ánh sáng Phật giáo cho đời, bản thân người con Phật phải nỗ lực tu tập, thúc liễm thân tâm, thấm nhuần trí tuệ, và nhất là phải kiên trì tận tụy nhẫn nhục hy sinh. Ngày xưa tôn giả Phú Long La không quản gian nguy, lại nghỉ Đức Phật xin được phép đi hoằng pháp tại xứ Du Lãng Na, đã dựng am cốc ở nơi xa xôi hẻo lánh để tu tập và hoằng pháp Thích Ca Mâu Ni, và thệ nguyện một lòng vì đạo pháp và dân tộc, vì hết thảy chúng sinh tại thế gian này. Kính chúc chư quý liệt vị thân tâm hạnh lạc, Phật sự viên thành. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là ý nghĩa Phật đàn: bày đóa sen hồng nâng khót tươi, chín đồng phun nước tắm cho người, chư thiên đồn dịch niềm hoan hỷ, hoa lạc kính dâng chấn cứu đời. Đức Phật sinh ra có nhiều điều kỳ diệu, mà một trong những điều kỳ diệu đó là sự khởi nguyên bằng con số 7. Bày đóa sen hồng biểu trưng cho sự hoàn hảo, sự tinh khiết bao trùm cả vũ trụ. Điều này phải chăng đã được xác lập trên bảy nguyên lý của thời gian và không gian? Thời gian có ba, đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Không gian có bốn, đông tây nam bắc. Để nói lên ý nghĩa Phật đản, Phật tịch 2554, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin cung kính cung thỉnh thượng tọa Thích Tâm Thiệu, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, lên tuyên đọc ý nghĩa Phật đản của ban Hoằng pháp Trung ương. Cung kính thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư tôn Nhật Đức Tăng Ni, kính thưa các vị đại biểu khách quý, các quý vị đại biểu tôn giáo bạn cùng toàn thể tín đồ nhân dân trong tỉnh và ngoài tỉnh. Trong không khí vui tươi, tăng ni Phật tử chúng ta cả nước nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng đã và đang, các tỉnh xã, tỉnh thất, tỉnh Phật đoàn đang long trọng tổ chức kính mừng thầy đản sinh Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tại Trung tâm Liên Trường, Trung tâm của Phật giáo tỉnh Nam Định tổ chức lễ kỷ niệm ngày kính đản. Được sự phân công của ban tổ chức, chúng con xin mặt ý nghĩa của Phật tòa Thích Quảng Liêm, phó chủ tịch hội đồng xây dựng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, trước khi đọc ý nghĩa Phật đản, chúng con xin được cầu mong một lời thương chân thành xã hội. Kính chúc chư tôn thể đức tăng ni pháp thể tinh an để làm thành chiếu. Kính chúc quý vị đại biểu khách quý của toàn thể tín đồ lời chúc mừng tốt đẹp nhất và chúc cho đại chúng ta thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thể đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu lãnh đạo đảng chính quyền mà cần các ban ngành đoàn thể các cấp. Một, kính thưa quý Phật tử, mùa Phật đản Phật lịch 2554 dương lịch 2010 là về với những người con Phật ở khắp nơi nói chung, tại Việt Nam nói riêng, lòng tràn đầy văn hoan thành kính dâng lên cúng dường đại lễ thánh đản. Nhớ lại hơn 26 thế kỷ trước, một đại sự nhân dân đi hữu khó thấy khó gặp tại vườn Lâm Tỉ Ni, một bậc đại giác ngộ đã xuất hiện, kim quang sáng ngời, mặt đất rung chuyển, hoa trời tuôn tràn, nhạc trời đường vang, bậc đại giác ngộ đó đã mang ánh sáng vô biên cho khắp hoàn vũ. Đó là sự xuất hiện của một người, là sự xuất hiện của mát lớn, của đại quang, đại minh, là sự xuất hiện của sự phổ thắng và sự chứng ngộ vô ngại giải. Thừa chứng là các giới và các giới sai biệt, là sự chứng nhập minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả dựng nêu nhất lai bất lai a la hán, người ấy là ai? Chính là Đức Như Lai.
Phật sơ sinh vừa mới chào đời, bảy đóa sen vàng lâm quan vọng, cùng duyên lâm mở lối làm tử vi. Thiên đường thiên hạ di ná độc tôn, vô lượng sinh tử tư kim tận hình. Đây là kiếp chót của ta, tử sinh vô lượng kết tòa sen tươi, bốn phương dưới đất trên trời, ta là thiện đệ muôn đời trí tôn. Ngài là một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian, vì lợi ích cho số đông, vì lòng cần mẫn, vì sự tốt đẹp, vì sự hạnh phúc của chư thiên và loài người. Với những bước chân đầu tiên, Ngài biến hóa nhân loại hai bước đi lên con đóa sen, hoa sen linh thiết tươi đẹp, sống an lành, nâng chân lý nhiệm màu. Đừng đứng mãi dưới bùn nhơ tăm tối, đừng tự đánh mất mình trước dục vọng háo hiền, tiền tài sắc đẹp, danh lợi, ăn uống và ngủ nghỉ. Hãy vượt lên chướng ngại của tự thân, lòng chấp ngã và chấp khác, hãy tự tại trong cuộc đời đầy gian lao thử thách. Ở rời tách nhau, thậm chí dù là một sát na, một khoảnh khắc, cũng giống như bóng theo hình. Do vậy Ngài khuyên mỗi người biết vậy nên tu tập hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, ai không đều đền được với đại quần thần chết. Hình tượng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, từ tâm lý Ngài như muốn nhắn nhủ, dù ta có lên trời hay xuống đất, ta không thể tìm thấy bất cứ đâu là nơi vững chắc, nơi an lành, nơi an trú, nơi nương tựa trong vũ trụ chuyển động và sinh diệt. Chứ phải chìm đắm trong kiếp luân hồi, vô lượng kiếp sinh, sinh tử tử không có ngày giải thoát. Với ánh sáng của trí tuệ, Ngài quán chiếu một cách chân thật, thấy rõ tâm hồn, không để tâm bị cấu uế ô nhiễm bởi tham lam sân si. Theo lời Phật dạy, tịnh hóa tâm hồn được xác định rõ trong ba ý nghĩa: một là giữ trang nghiêm giới luật đã thủ nhận, hai là lấy điều thiện làm nền tảng để thực hành, ba là xem việc lần nào cho chúng sinh là điều cần thiết. Trong việc thực hiện làm lành lánh giữ, cái thị phi nhân ngã giúp cho đời được hưởng an hòa, cho nhân thế có niềm vui tương kính. Mà nói đến vạn vật sinh linh trong sáu nẻo mười phương vũ trụ, hãy nhìn vào di ngã của chính mình. Trong di ngã ngã đó là nguồn tâm tiềm ẩn, đó là chân tâm kho tàng an lạc và thành thơi, và nơi ấy có một chân thân đang hiện giáo pháp của Ngài tồn tại mãi mãi trong dòng chảy vô tận của cuộc sống con người. Quả đúng như tinh thần Phật dạy, thế gian tướng thường trụ kinh Pháp Hoa, nghĩa là Phật thường sống trong thế gian, Phật thường hiện hữu trong nếp nghĩ, nếp sống của con người là chính yếu. Cốt nói này cũng được nhắc lại trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16, Đức Phật khẳng định rằng Ngài ở thế giới này thành Phật với tên là Thích Ca Mâu Ni, nhưng khi Ngài giáo hóa ở quốc độ khác thì Ngài có tên khác. Ý này gọi cho chúng ta nhận thức được tính chất vô khả năng thành tựu hằng hệ hữu tiềm ẩn trong chính mỗi con người chúng ta, nhưng chưa phát triển một cách trọn vẹn và cũng chưa sử dụng được khả năng thành tựu nơi này một cách hoàn toàn tự tại trên bước đường giáo hóa độ sinh. Có thể khẳng định rằng sinh thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập diệt, nhưng ngày nay các thân Đức Phật lúc nào cũng hiện hữu cùng khắp mọi nơi. Nếu mỗi chúng sinh phát tâm quy ngưỡng Phật, sống theo giáo pháp Phật thì phát huy được khả năng thành tựu tri thức và đạo đức. Tất cả những thành quả tốt đẹp của hàng hàng lớp lớp người con Phật trên khắp năm châu đã tạo thành phần hào quang khắp thân Phật bao la. Vì những vật thời gian và không gian trong thế gian thế giới lần sinh này, tới hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 6 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào hạ tuần tháng 11 năm 2010. Chúng ta vui mừng vì sự trưởng thành của giáo hội Phật giáo Việt Nam với những thành tựu và sự có nhiều giá trị thiết thực góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.
chúng ta có niềm tin và tự hào về những thành tựu đã đạt được. Niềm tin là sức mạnh, là nền tảng để chúng ta tu tập thực hành Phật pháp và làm nhiều việc cho đạo, cho đời thiết thực và hiệu quả hơn. Thấm hiền ngủ trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy: tín là gốc của đạo, là nảy sinh các công đức. Hơn nữa trong Luận Đại Trí Độ cũng dạy: đối với điển Phật pháp thì tín là năng nhập, trí là năng bộ. Tín là tin theo vào lý tưởng, tin vào tri kiến Phật, cũng như tin vào khả năng thành tựu của chính mình trong việc tu tập và phòng dương chính pháp. Lòng tin vô lượng công năng, công đức bất khả tư nghị. Thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của văn minh, khoa học và tâm linh. Năm Nhâm Dần 2010, Phật đề 2554 là năm gắn kết sâu sắc đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Do vậy, nhằm thể hiện tinh thần của người văn Phật Việt Nam cùng với tăng già và Phật tử thế giới, kính dân cũng giờ này đại lễ Đức Tử Phụ cảm sinh với tâm lực, tâm nguyện, lợi sinh tuyệt vời, tất cả thân định của Ngài như nay thể hiện ra đời với mục đích duy nhất là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Từ đó suốt cả cuộc đời này luôn thể hiện và giáo hóa chư đệ tử cùng thể hiện tinh thần cảm sinh và sứ mệnh hoàn pháp độ sinh với công việc. Này chư tỷ kheo, thánh luân du hành vì sự an lạc, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Mong rằng thông điệp đảnh sinh của sứ mệnh hoàn pháp độ sinh của Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni luôn tươi đẹp, hằng hữu trong tâm hồn của những người con Phật xuất gia và tại gia chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi ngừng lời, chúng con xin cầu mong chư Phật Minh Quân Giáo Hộ, kính chúc chư tôn đức, quý vị đại biểu khách quý, tín đồ Phật tử cùng toàn thể đạo tràng lời chúc mừng hạnh phúc và an lành, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cảm ơn tại đại tướng tòa Thích Tâm Thiểu đã thay mặt cho ban hoàng pháp trung ương tuyên đọc quyển ý nghĩa Phật đản Phật đề 2554. Tiếp theo chương trình, kính bạch chư tôn tiền đức, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng, tế Phật tử Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn tâm niệm đạo pháp dân tộc song hành, để cùng cộng đồng xây dựng một đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, tạo điều kiện cho tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, là sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các cơ quan ban ngành của tỉnh, thành phố cùng các địa phương. Giờ đây rất vinh dự cho tỉnh hội Phật giáo tỉnh Nam Định nhân ngày đại lễ Phật đản Phật đề 2554, ban trị sự, ban tổ chức được đón tiếp quý vị đại biểu đại diện cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, thành phố và phường Lộc Vượng đã đến tham dự, có hoa và quà chúc mừng. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Tân Tiến, tỉnh ủy viên, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nam Định lên đại diện cho các cấp lãnh đạo phát biểu với toàn thể đạo tràng. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị tăng ni trong ban trị sự Phật giáo tỉnh, kính thưa các vị hòa thượng, đồng tòa, đại đức tăng ni và Phật tử, thưa các quý vị đại biểu, hôm nay tôi rất vui mừng được về dự đại lễ kỷ niệm Đức Thích Ca đản sinh lần 2654 Phật lịch 2554. Cho phép tôi thay mặt các vị trong đoàn xin nhiệt liệt chào mừng đại lễ Phật đản, đại hoan hỷ và hòa hợp. Chúc quý tôn sức khỏe dồi dào, thâm tâm an lạc và sự cát tường. Chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các quý vị,
kỷ niệm trọng thể đại lễ Phật đản năm nay và tháng năm có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Nhân dân cả nước nói chung, nhân dân tỉnh Nam Định nói riêng đang vui mừng phấn khởi, đang sức thi đua lập thành tích, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11. Đặc biệt kỷ niệm Đức Phật đản sinh năm nay, giáo hội Phật giáo các cấp đang triển khai nhiều chương trình Phật sự quan trọng để chào mừng đại lễ Phật giáo kỷ niệm nghìn năm Thăng Long và tổ chức hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 6 tại Việt Nam. Đây là duyên cơ tốt để giáo hội chúng ta tăng cường đoàn kết giao lưu, hợp tác và phát triển nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp, thế giới hòa bình và chúng sinh an lạc. Kính thưa các quý vị, là một tôn giáo có bề dày lịch sử hơn 2.000 năm, Phật giáo Việt Nam đã luôn nhận thế, kề vai sát cánh với các bước thăng trầm của lịch sử dân tộc. Đặc biệt, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Phật giáo Việt Nam đã hòa hợp thành một khối thống nhất với phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, cùng với toàn dân đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhiều tăng ni Phật tử đã được nhà nước, chính phủ, mặt trận tổ quốc tặng huân chương, huy chương, kỷ niệm chương và nhiều bằng khen các loại. Những phần thưởng cao quý đó là chứng minh hùng hồn về truyền thống đoàn kết, phục đạo, yêu nước, đồng thời là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, nhà nước và mặt trận đối với những đóng góp to lớn của các tăng ni Phật tử Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. Nam Định là tỉnh có nhiều tôn giáo, trong đó đạo Phật là tôn giáo có lịch sử rất sớm. Cùng với Phật giáo cả nước, ở bất kỳ thời kỳ lịch sử nào, Phật giáo Nam Định cũng phát huy phương châm nhập thế, gắn bó đạo với đời, vì hạnh phúc an vui cho con người. Nhiều vị cao tăng đã trở thành tấm gương sáng suốt đời phấn đấu vì đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội, như các cố đại lão hòa thượng Thích Thế Long, Thích Thông Thông, Thích Phật Đức, Thích Thanh Hải, vân vân. Chúng ta vui mừng nhận thấy từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới, đời sống của nhân dân được cải thiện, trong đó có đời sống vật chất, tinh thần, đời sống tín ngưỡng của đồng bào có đạo ngày càng tốt đẹp. Đó là công lao của toàn dân, trong đó có phần đóng góp xứng đáng của đồng bào các tôn giáo nói chung và của gần 800 tăng ni và hàng vạn Phật tử của tỉnh nhà nói riêng. Với những gương sáng tiêu biểu, tinh thần phục đạo yêu nước, vừa làm tròn bổn phận của nhà tu hành, vừa làm tròn trách nhiệm của người công dân đối với đất nước. Mừng đại lễ Phật đản năm nay, chúng ta cùng mừng đất nước, quê hương vượt qua các khó khăn tác động của khủng hoảng suy thoái kinh tế toàn cầu, tiếp tục đổi mới và phát triển. Mừng khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh ngày càng vững mạnh. Các sinh hoạt và hoạt động của các tôn giáo trong tỉnh, trong đó có đạo Phật, được đảm bảo theo quy định của pháp luật và được chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp tạo điều kiện thuận lợi. Hầu hết các nhà chùa, các công trình tín ngưỡng liên quan đến đạo Phật ngày càng được tôn tạo, sửa chữa, xây dựng khang trang to đẹp. Các ngày lễ, lễ hội, đại hội và các ngày kỷ niệm lớn trong Phật giáo được tổ chức trọng thể, trang nghiêm. Nhìn chung, các quy định về hoạt động của tôn giáo được các chức sắc tín đồ Phật tử trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc. Ban trị sự Phật giáo tỉnh cùng toàn thể tăng ni Phật tử đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng giáo hội đoàn kết, trang nghiêm, hoàn dương pháp Phật, lợi lạc bẩn sinh. Đặc biệt, chúng tôi vui mừng được biết trong năm qua, để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng chùa Tinh Tiến trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, giáo hội Phật giáo các cấp trong tỉnh đã tiến hành tổng kết 10 năm phong trào xây dựng chùa Tinh Tiến với nhiều kết quả thật đáng trân trọng. Toàn tỉnh đã có 394 chùa Tinh Tiến, 300 khu dân cư đông tín đồ Phật tử đạt tiêu chuẩn khu dân cư 50, làng văn hóa và khu dân cư tiên tiến, được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của cuộc vận động. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng được biết hiện đại đa số tăng ni Phật tử trong tỉnh đã có tinh thần vô ngã vị tha, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thực hiện chính tín, bài trừ mê tín bằng những việc làm thiết thực trong 10 năm để thực hiện phong trào xây dựng chùa Tinh Tiến. Các vị
vị tăng ni Phật tử đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào từ thiện nhân đạo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động như ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền lên tới 9 tỷ 500 triệu đồng để xây dựng được 70 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và tặng cho người nghèo. Đây là những con số đầy tính thuyết phục, bởi nó vừa là những việc làm thể hiện lòng từ bi cứu khổ của nhà Phật, nhưng cũng là biểu hiện sinh động của tinh thần thi đua yêu nước, tính nhân văn cao cả của đạo đức tôn giáo, rất phù hợp với cuộc sống xây dựng xã hội mới ngày nay. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá cao hoạt động hiệu quả của gần 200 tăng ni trong tỉnh đã tích cực tham gia trong hiệp hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Hội khuyến học v.v. ở các cấp trong tỉnh đã và đang góp sức mình cùng với khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương Nam Định ngày càng ổn vinh thịnh đẹp. Như vậy, có thể khẳng định phong trào xây dựng chùa Tinh Yến trong 10 năm qua là điểm sáng của cả nước, làm nên nét đặc sắc văn hóa tôn giáo rất riêng trong phong trào thi đua yêu nước của Phật giáo tỉnh nhà, đồng thời góp phần cùng với toàn dân tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhân dịp được đến chung vui với quý vị trong ngày kỷ niệm trọng thể Đức Thích Ca đản sinh, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tôi xin ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của giáo hội Phật giáo tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Kính thưa các quý vị, hiện nay các thế lực thiếu thiện chí và một số cá nhân tổ chức vẫn tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống lại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Họ cố tình xuyên tạc đường lối chính sách tôn giáo, bóp méo thực tế đời sống tôn giáo đang diễn ra bình thường, tốt đẹp trên phạm vi cả nước. Vì vậy, tôi mong rằng các tăng ni tín đồ Phật tử trong tỉnh tiếp tục đề cao cảnh giác, đoàn kết thống nhất trong mái nhà chung của mặt trận dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết làm thất bại âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để thực hiện mục tiêu chung đó, tôi trân trọng đề nghị Hội Phật giáo tỉnh và toàn thể các tăng ni tín đồ Phật tử trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân bằng những hành động cụ thể, bằng những việc làm thiết thực, trọng tâm là xây dựng chùa Tinh Yến nhằm xây dựng khuôn mẫu cuộc sống theo lục hòa cộng trụ mà Đức Phật đã đề ra. Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm và nỗ lực chung, chúng ta sẽ phấn đấu thực hiện có hiệu quả vì một thế giới hòa bình, ổn định, hạnh phúc và phát triển. Xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe, an lạc trong ánh tử quang của Đức Phật và trong niềm tin tương lai tốt đẹp của dân tộc. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng gửi tới các quý vị tăng ni Phật tử lãng hoa tươi thắm thể hiện tình cảm của nhân dân trong tỉnh đối với Hội Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà. Thượng tọa Thích Tâm Vương đại diện cho Ban trị sự Phật giáo tỉnh lên nhận đám hoa của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ngày hôm nay đến chia vui với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố như phường Vị Xuyên, phường Độc Vượng có hoa và quà đến chúc mừng và đặc biệt đến tham dự buổi đại lễ Phật đản hôm nay. Cũng có về phía tôn các bạn, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có phủ linh mục Nguyễn Đức Hiệp, chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo của tỉnh Nam Định đã đến tham dự và cũng có hoa và quà chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh. Xin chúc mừng Thượng tọa Thích Tâm Vương đại diện cho Hội Phật giáo Nam Định lên nhận đám hoa của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định. Xin chúc mừng Thượng tọa. Chúng tôi còn nhận thấy rất nhiều tấm lòng
của các quý vị đại diện cho các cơ quan ban ngành của tỉnh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía Sở Nội vụ tỉnh Nam Định hôm nay được đón tiếp ông Nguyễn Văn Độ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định đã đến tham dự và cũng có hoa quả chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Độ đại diện cho Sở Nội vụ tỉnh Nam Định lên tặng hoa. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các quý vị đã đến tham dự và có hoa để chúc mừng. Một lần nữa đạo tràng chúng ta cùng một tràng pháo tay để chúc mừng các vị đại diện cho các cấp.
quý vị đại biểu Phật quý khách đến giảng pháp. Thank you.
trung tâm Phật giáo tỉnh do điều kiện trung tâm đang xây dựng thực hiện các hạng mục công trình của dự án kính phong quý về quan quý khách trung tâm đức tăng ni cùng nhân dân tín đồ phật tử quan hệ nhân dịp mùa phật đản 2024 thay mặt ban tổ chức kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thể thích an tuệ tâm hùng hiếu chúng sinh điều kính chúc các vị khách quý mạnh khỏe an khang gia đình hạnh phúc kính chúc tín đồ nhân dân phật tử luôn luôn mạnh khỏe và thành đạt mặt hoan ra phấn đã bỏ lòng nào nam mô bản sư thích ca mâu ni phật. Tối đây xin trân trọng cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng các quý vị chúng ta đứng dậy để làm lễ hồi hương. Cuộc đời